Em muốn thuê phòng đúng không? Vâng. Chị cho em thuê một phòng được không ạ? Cho chị mượn chứng minh thư. Làm gì đây? Không biết hôm nay có đổi vận không? Phủi phui cái mồm đi. Chơi thì tất nhiên phải thắng chứ. Em muốn thuê phòng đúng không? Vâng. Chị cho em thuê một phòng được không ạ? Cho chị mượn chứng minh thư. Dạ, chứng minh thư ấy ạ. Mang chứng minh thư không? Có. Chị ơi, thẻ sinh viên được không ạ? Được em ạ. Em gửi chị. Xin lỗi chị. Con trai rồi nhá. Sao bố lại ở đây ạ? Cháu, đứng lại đây đã. Hai đứa đi ra đây. Dạ. Đây là việc của chú với con trai chú. Chú gọi cháu làm gì? Thế hai đứa vào đây thuê phòng để làm gì? Con không biết ạ. Đây là việc riêng của cháu. Cháu đứng lại đây đã. Đứng lại. Đứng lại đây. Dạ. Đúng lúc lắm. Đúng. Alo. Xin chào anh. Tôi là Quốc, bố của cháu Bảo. Tôi nghĩ tôi có vấn đề cần trao đổi trực tiếp với anh. Ở cái tuổi này, cái việc mà con tò mò đi qua giới hạn thì cũng không phải là cái điều gì đó quá bất thường cả. Nhưng mà quan trọng là... Quan trọng là Dương với con không có gì, bọn con không làm gì cả. Ngày xưa, bố cũng nói với ông nội là bố không làm gì cả. Rồi cuối cùng có con ở trên đời đấy. Bố đã từng là ông bố khi 18 tuổi. Nên bố hiểu, bố muốn nhắc con thôi. Con thề với bố là con không bao giờ ngầu được như bố đâu. Nói tóm lại, là lần thứ bao nhiêu rồi? Có dùng bao cao su không? Bố làm sao ấy nhở? Bố buồn cười thật ý. Bố đã theo dõi con, xong bây giờ bố lại bắt con nhận những thứ nó không làm. Bố sống văn minh lên một tí đi. Đàn ông, để mà văn minh là phải luôn có một số đồ bảo vệ ở trong túi. Phải luôn chủ động để phòng tránh rủi ro cho mình và cho bạn gái của mình. Nhớ đấy, bố không muốn làm ông nội quá sớm đâu. Bảo à? Mày ngồi xích ra xem nào. Sao cứ díu với nhau thế? Là chuyện là thế này anh ạ. Dạo này thằng con trai tôi nó cứ đi sớm về muộn, giờ giấc sinh hoạt thì đảo lộn hết cả, nên tôi mới theo dõi nó. Thì tôi phát hiện ra là có gì anh cứ nói thẳng ra đi. Hai đứa nó đưa nhau vào nhà nghỉ anh ạ. Vào nhà nghỉ á? Đưa nhau vào nhà nghỉ à? Bảo, trông cậu hiền lành tử tế, chơi với con gái tôi bao nhiêu năm nay rồi. Tôi tin tưởng cậu, thế mà cuối cùng cậu lại đưa con gái tôi vào nhà nghỉ à? Thật thì... Không ạ, chuyện không như bác với bố nghĩ đâu ạ. Thật ra là... Cậu không phải nhìn nó, cứ nói đi. Bố, bác, bọn cháu trong sáng thật mà. Trong sáng? Mà mày đưa con gái người ta vào nhà nghỉ làm gì? Bố làm sao nhỉ? Con thích Dương là thật, nhưng mà con không hề có ý... Dương, cái gì đấy? Sao cháu lúc nào cũng động tay động chân thế? Để cho thằng Bảo nó nói. Nào, Dương, nói đi. Vào nhà nghỉ bao nhiêu lần rồi? Con với Bảo đi vào đấy để có việc, không như bố nghĩ. Việc gì mà phải vào nhà nghỉ? Việc này mà nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến người khác, nên cháu không nói được. Với lại, nếu bố với chú chỉ nghĩ cháu với Bảo vào đấy để làm việc đen tối, thì đấy là đầu óc hai người đen tối, không phải do bọn cháu. Mày, đứng lại. Chú với Bảo cứ đi về trước đi ạ. Cháu mệt rồi. Cả bố nữa.
không cần phải lo cho con đâu. Bảo, đi đâu đấy? Thôi xin phép anh, có lẽ để tôi về tôi hỏi cháu sau, rồi anh em mình tính vậy. Vâng, cứ thế nha anh nhá. Vâng.